Thuế nhà thầu nước ngoài là gì? Là một trong những câu hỏi về nghĩa vụ tài chính mà nhà thầu nước ngoài thường xuyên đặt ra khi thực hiện hoạt động kinh doanh của mình ở Việt Nam. Để hỗ trợ cho nhà thầu nước ngoài cũng như các quý khách hàng hiểu hơn về loại thuế này, trong video này, ACC sẽ cung cấp tới các quý khách hàng thông tin về câu hỏi thuế nhà thầu nước ngoài là gì. Thuế nhà thầu là khoản tiền mà chủ đầu tư thu lấy từ nhà thầu trong ngành xây dựng để đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước. Thuế nhà thầu nước ngoài là loại thuế áp dụng đối với các đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài không hoạt động theo luật Việt Nam, có phát sinh thu nhập từ việc cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam. Hiện nay, theo quy định của pháp luật về thuế, thì thuế nhà thầu nước ngoài bao gồm nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, theo quy định khi kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. Thuế nhà thầu là khoản tiền mà nhà thầu trong lĩnh vực xây dựng phải nộp cho ngân sách nhà nước. Khoản tiền này được sử dụng để đầu tư vào các dự án công cộng và phát triển cơ sở hạ tầng. Thuế nhà thầu thường được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm, thường thì từ 1 đến 2% của giá trị hợp đồng hoặc giá trị thực hiện dự án xây dựng. Số tiền này sẽ được tính vào tổng giá trị hợp đồng và thu trực tiếp từ nhà thầu. Trách nhiệm nộp thuế nhà thầu thuộc về nhà thầu thực hiện dự án xây dựng. Người này phải thực hiện đúng quy định về tính toán và nộp thuế đúng hạn. Thủ tục nộp thuế nhà thầu bao gồm việc xác định giá trị hợp đồng hoặc giá trị thực hiện dự án, tính toán số tiền thuế theo tỷ lệ quy định và nộp thuế tới cơ quan thuế. Thuế nhà thầu góp phần tài chính cho ngân sách nhà nước, hỗ trợ các dự án xây dựng công cộng và cơ sở hạ tầng. Điều này giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển đô thị. Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu theo Điều 1, Thông tư 103/2014, Thông tư Bộ Tài chính như sau. Thứ nhất, tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam, nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, kinh doanh tại Việt Nam. Hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết giữa nhà thầu nước ngoài với tổ chức cá nhân Việt Nam hoặc giữa nhà thầu nước ngoài với nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của hợp đồng nhà thầu. Thứ hai, tổ chức cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng ký giữa tổ chức cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam, trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức cá nhân nước ngoài, hoặc thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế Incoterm mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam. Thứ ba, tổ chức cá nhân nước ngoài thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Trong đó, tổ chức cá nhân nước ngoài vẫn là chủ sở hữu đối với hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam, hoặc chịu trách nhiệm về chi phí phân phối, quảng cáo, tiếp thị chất lượng dịch vụ, chất lượng hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc ấn định giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ. Bao gồm cả trường hợp ủy quyền hoặc thuê một số tổ chức Việt Nam thực hiện một phần dịch vụ phân phối, dịch vụ khác liên quan đến việc bán hàng hóa tại Việt Nam. Thứ tư, tổ chức cá nhân nước ngoài thông qua tổ chức cá nhân Việt Nam để thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng đứng tên tổ chức cá nhân nước ngoài. Thứ năm, tổ chức cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại. Các nhà thầu nước ngoài có thể lựa chọn nộp thuế theo 3 cách phổ biến. Thứ nhất, phương pháp khấu trừ. Thứ hai, phương pháp ấn định tỷ lệ. Và thứ ba là phương pháp hỗn hợp. Thông qua những thông tin được cung cấp phía trên, ACC hy vọng có thể giúp quý khách hàng hiểu hơn về thuế nhà thầu nước ngoài. ACC với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực pháp lý, luôn sẵn lòng cung cấp đến quý vị những dịch vụ pháp lý nhanh chóng và tiện lợi nhất.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được những tư vấn tận tình. Và đừng quên truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật những thông tin mới nhất về pháp luật. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.